Hai xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Trong cái bản tin mà buổi chiều ngày hôm nay em cũng muốn lên là em chia sẻ cho quý vị một số thông tin thì cũng liên quan tới cái vấn đề thì của cô show Nguyễn Phương Hằng. Theo quý vị cũng đã biết thì hổm rày trong khoảng là 2 ngày nay có một cái vị là cử tri gì đó thì cũng là tên là Ngô Thanh Long. Thì cũng đã lên nói là về cái vấn đề là liên quan tới là bà Nguyễn Phương Hằng như thế này hoặc là như thế nọ. Trong khi đó thì cũng có rất là nhiều thì kênh YouTube hoặc là một nhóm những cái thông tin thì của trang báo thì cũng đã đưa những cái thông tin liên quan tới cái cô này là cô Lon cô gì đó nghe quý vị. Thì bây giờ hiện tại có một kênh YouTube là anh Điền Võ thì cũng đã phân tích về cô này, thì cũng đã nói về cái vấn đề của cô này là về cái lý do này với lý do kia gì đó quý vị, thì cũng rất là nhiều. Thì có một số thành phần như kênh YouTube dơ hoặc là một số kênh phản biện lại đó quý vị, như là kênh của anh Thám Tử Cung thì anh ta có buổi live stream, anh ta lên anh ta chia sẻ, anh ta phân tích về cái đoạn clip mà anh Điền Võ đã nói về cái cô Lon là cử tri như thế này hoặc là như thế nọ. Thì quý vị cũng biết là anh ta thì nói là có lệnh bắt rắp anh Điền Võ về cái tội là lên thì là phu khống cho cô này hoặc là xuyên tạc cho cô này, thì anh ta bây giờ còn cũng là như là công an luôn nha quý vị. Nói chung anh ta được quyền như công an luôn nha, được bắt người này luôn hoặc là được bắt anh Điền Võ luôn, được bắt khẩn cấp luôn nha. Đặt cái tiêu đề là thấy là bắt Điền Võ bị bắt khẩn cấp về cái tội là vu khống cử tri. Thì quý vị cũng em cũng nhận được cái thông tin mới, thấy anh Thám Tử Cung live stream thì lên là bức thấy cũng bức xúc lắm quý vị. Thấy anh ta lên thì cũng rất là bức xúc, lên chia sẻ rất là nhiều, lên nói về anh Điền Võ cũng rất là nhiều. Thì quý vị biết nếu mà anh ta có những cái bằng chứng hoặc là có những cái chứng cớ thì đi lên đó thì nộp cho cơ quan chức năng đi, để cho cơ quan chức năng người ta giải quyết cái vấn đề, đúng không quý vị? Chứ anh á đừng có ở đó mà anh lại lấy cái clip của anh Điền Võ ra rồi anh lại anh môi móc hoặc là anh xuyên tạc về cái vấn đề đó thì nó cũng không hay đó. Cái đó là clip anh Điền Võ nói, anh giỏi anh lấy cái clip đó ra anh lên cơ quan chức năng anh tố để cho cơ quan chức năng người ta điều tra anh Điền Võ hoặc là mời anh Điền Võ lên cái vụ việc á. Nếu mà anh Điền Võ có xúc phạm với cô này hay không thì cái đó cũng phải để cho cơ quan chức năng người ta giải quyết cái vấn đề, chứ anh cũng đâu có quyền hạn gì đâu, anh đâu có được cái gì mà anh lên anh có tiếng nói, anh nói anh đòi bắt người này anh đòi bắt người kia, đúng không quý vị? Anh hết bắt những anh em YouTube thì bắt đầu á thì bắt luôn, là bây giờ bắt luôn Điền Võ, thời đợt đó thì anh đòi bắt luôn bà Hằng, bắt luôn ông Dũng như thế này như thế nọ, thì hết những YouTuber của bây giờ anh em những YouTuber đó ta không làm đời đời mai lại anh không có quyền bắt, bây giờ anh quay qua anh bắt luôn anh Điền Võ. Thì quý vị cũng biết là anh Điền Võ với anh Thám Tử Cung mình thì cũng có cái mối là xích mích với nhau rất là nhiều. Tại vì quý vị biết là kinh của anh Điền Võ thì cũng là bực, nói chung thì cũng nói cho anh ta nói là binh cho bà Hằng thì không phải là binh bà Hằng, tại vì người ta thấy bà Hằng làm việc tốt, bà Hằng làm việc đúng thì người ta ủng hộ bà thôi. Nhưng bây giờ bà đã bị cơ quan chức năng mời thì cũng có rất là nhiều anh em YouTube người ta đã không nói về vấn đề của bà nữa, thì tại bà đã bị tạm giam rồi thì anh em YouTube người ta không quan tâm tới vấn đề của bà nữa, để hãy để cho cơ quan chức năng người ta giải quyết cái vấn đề đó. Còn cái vụ việc của anh Điền Võ có nói là cái cô Lon này như thế nào á thì anh giỏi thì anh đi kiện người ta đi đó, anh đưa đơn anh kiện đi đó, chứ anh đừng có lên mà anh chửi bới người này, anh xúc phạm người này xong rồi bắt đầu anh đi phân tích người khác, anh cũng đâu có tốt đẹp gì hơn người ta đâu quý vị. Thế biết là cái con người của anh Thám Tử Cung này đó thì cũng đâu có tốt đẹp hơn người ta cái vấn đề gì đâu đó, cũng là một tội phạm đó, đã là một tội phạm rồi đã hưởng được cái án treo của nhà nước rồi, chứ không phải là con người anh ta tốt đẹp, đã bị công an thì đã bị đuổi khỏi ngành, thì cũng đã từng làm công an đối với vậy, anh ta thì cũng làm công an nhưng mà không biết vì cái lý do gì thì cũng đã bị công an người ta đuổi ra khỏi ngành. Thì em cũng nghe nói là đợt đó ở trong là trong tù, ở trong làm cai ngục cái gì đó quý vị, thì cũng có bán một số hàng trái phép nên cơ quan chức năng người ta đã đến biết được cái thông tin này thì người ta đã loại bỏ anh ra khỏi ngành đó, tới gia đình của anh ta tới nghe nói ba của anh ta anh Thám Tử Cung này đó cũng là, đó cũng là một ngành của công an, nhưng không biết vì lý do gì thì cũng bị đổi khỏi ngành. Thì cha nào thì con nấy, quý vị thấy không đó, thì hai cha con thì cũng đã bị đuổi khỏi ngành
thì anh ta có cái quyền hạn gì, anh ta chỉ biết được sơ sơ về một chút luật pháp, thì anh ta bắt đầu là lên ở xuyên tạc cho người này hết, xuyên tạc cho người này hết, vu khống cho người này. Nói chung á là anh ta thì cũng rất là bức xúc, nó là bức xúc với những người mà tin tưởng cái lẽ đúng cái lẽ phải, thì những người đó người ta tin vào cái lẽ phải đó quý vị, thì anh ta căm ghét cái vấn đề đó, nên anh ta muốn làm mọi chuyện cho nó tới. Thì quý vị thấy đó, ai á mà ủng hộ cho bà Hằng, hoặc là ai thương bà Hằng, hoặc là ai nói về bà Hằng tốt cho bà Hằng, thì anh ta vẫn là lên công kích người đó, công kích rất là mãnh liệt, công kích tới chừng nào mà những cái kinh đó mà bị mất tiếng nói thì thôi. Hoặc là có thể là anh ta chơi những cái chiêu trò như là đánh gậy hoặc là đánh bản quyền cái kinh đó đó, rất là rõ ràng. Rất là nhiều kinh YouTube thì cũng đã bị anh ta đánh gậy, như là kinh của anh Vướng Bình Dương, hoặc là kinh của anh Điền Võ, hoặc là kinh của anh Chuyện Đời Thường, là cũng bị những cái bọn này chơi những cái chiêu là đánh gậy hoặc là đánh bản quyền như thế này như thế nọ. Có rất là nhiều anh em YouTube thì người ta cũng đã làm những cái clip là đã lên nói về cái vấn đề này đó, là sử dụng những cái hình ảnh của những người này, thì những người này thì chơi những cái chiêu rất là bẩn. Theo quý vị biết á, thì cuộc chiến nào á, thì nó cũng sẽ có người thắng và người thua, thì phải có một người bơi, một bên phản biện và một bên chống đối, thì cái đó là thực lực của mình hãy dùng cái thực lực mình ra mình nói với người ta, mình so sánh với người ta, chứ mình đừng có dùng những cái chiêu trò. Tại vì quý vị biết đó là ở phía sau thì những cái kênh YouTube dơ này ở phía sau á thì cũng sẽ còn một số người rất là gành về công nghệ, rất là gành về cái YouTube này, có thể là tìm ra những cái sơ hở, những cái kẽ hở của những anh em YouTube, rồi có thể là đánh gậy liên quan tới những anh em YouTube. Thì vấn đề đó thì anh em YouTube bên đây người ta sẽ không gành bằng những cái bọn này, tại vì người ta còn có thế lực phía sau mà quý vị, nên những anh em YouTube chịu rất là nhiều cái thiệt thòi đó. Quý vị thấy không, có rất là nhiều cái kênh YouTube mà lên là vu khống cho bà Hằng, là phản biện lại bà Hằng đó, là rất là nhanh nổi quý vị, có rất là nhiều được xem và có rất là được rất là nhiều cái lượt yêu thích từ những cái lượt đó, là từ những cái bọn này thấy cái kênh này công kích bà Hằng, ủng hộ kênh này, thì giới thiệu cái kênh này cho những cái khán giả họ biết, hoặc là ủng hộ kênh này, hoặc là kết nối với những cái kênh này để cho những cái kênh này nó lớn mạnh lên, để những cái kênh này cũng có tiếng nói như những bọn họ, để tấn công vào cho bà Hằng hoặc là tấn công vào những nơi YouTube đó. Thì cái mục đích của bọn họ rất là rõ ràng. Những cái nói chung á, là những cái bọn này á, thì theo bầy đàn, theo một băng đảng không quý vị, nói chung á, có một băng, nói chung là bắt đầu rợp rơm rợp với nhau thì tấn công vào tất cả mọi người. Thì em cũng xin nhắc lại, nếu á, anh Thám Tử Cung có bằng chứng, là anh Điền Võ, thì anh hãy lên nộp lên cơ quan chức năng, để cho cơ quan chức năng người ta giải quyết cái vấn đề đi, là anh sẽ được nổi hơn nữa, anh sẽ là còn hay hơn nữa, chứ anh đừng có lên nói miệng, anh lên nói miệng cũng như không à. Chừng nào anh làm được đi rồi anh hãy lên anh nói, đúng không quý vị? Đó, thì theo quý vị cũng biết là anh ta nói lần nào á là cũng nói như thế này, YouTube thì bị bắt hoặc là bị cơ quan chức năng mời, thì những cái vụ việc anh ta nói hoàn toàn là sai sự thật, chưa có lần nào mà cơ quan chức năng bắt anh như thế này YouTube, hoặc là mời như thế này YouTube, thì có mời ai? Lúc giờ là chỉ có mời anh Điền Võ là về cái vụ việc nhà cô Đinh Lan thôi, chứ chưa có liên quan cái vấn đề mà anh Điền Võ bị mời liên quan tới vụ bà Hằng, đúng không quý vị? Chỉ là cô anh Điền Võ có tấn công là Đinh Lan gì đó, theo cô Đinh Lan, cái đơn tố cáo của cô Đinh Lan nói là anh Điền Võ tấn công hăm hù dọa cô ta như thế này hoặc là như thế kia, thì cô Đinh Lan thì cũng có làm đơn, thì anh Điền Võ cũng có lên tiếp nhận với cơ quan chức năng, cũng có hợp tác với cơ quan chức năng. Nhưng thì những cái thông tin mà cô ta kiện thì tiến tiện vấn đề tào lao, anh Điền Võ cũng có làm những cái đơn kiện ngược lại cô Đinh Lan, thì trong khi đó thì cô Đinh Lan cũng bị cơ quan chức năng mời lên rồi kết cuộc thì cô ta cũng về là nín thinh và câm mõm, bị phá mõm lên đó quý vị, nói chung là bị phá mõm thôi đó, rất là rõ ràng, rất là thực tế chứ không có sai lệch vào đâu. Thì nói chung thì bản tin mà buổi chiều ngày hôm nay em cũng muốn lên chia sẻ cho quý vị thì bấy nhiêu thôi. Thì quý vị cũng biết là những cái thông tin nãy giờ thì em chỉ muốn lên cập nhật cho quý vị biết, chứ em cũng đưa với một thông tin này mục đích cho quý vị tham khảo thôi, chứ em không có nhận định là người nào đúng người nào sai. Như anh Thám Tử Cung là khẳng định là người này đúng, khẳng định là người kia đúng, thì em chưa có trách nhiệm đó, em chưa có được cái trách nhiệm là khẳng định ai đúng ai sai. Còn cái trách nhiệm mà đúng sai á, thì mình để cho cơ quan chức năng người ta vào cuộc người ta giải quyết, chứ mình cũng chưa có quyền hạn gì để phân biệt người nào đúng người nào sai đâu quý vị ạ. Mình chỉ phản biện qua lại thôi đó, thì cái việc đúng sai mình để cho cơ quan chức năng người ta giải quyết thì thôi. Thì quý vị thì có xem kênh á, thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em nó mắc đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip á thì cũng hơi ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh của em nó phát triển hơn quý vị ơi.
Thôi thì em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào, bye bye quý vị, chào quý vị.